của em là biết sóng bắt đầu từ đâu. Tiền anh có bao nhiêu, có bao nhiêu thì anh cứ đem ra. Anh không phải sợ nghe mắng vì thay vào đó là tiếng em la. Nếu đêm mà cứ anh đổ, em chỉ cần tối trong vài ba câu. Gặp anh là bắt chân lên tổ, nhưng không có nghĩa là em chạy đi đâu. Cứ phô lên đè lên lên bar, em chỉ việc chơi mà không phải trả. Vết cơ như em thì không phải trả và để em biết là vết tím trên da. Anh muốn thử vị lạ, cứ cô em sẽ tới nhanh thôi. Gái ngoan chỉ làm anh chán, còn em hư để làm anh vui. Em là vết cơ trong một bài ngắn. Để em xoa dịu cái sự cáu này của mọi người bằng một bài nhạc. Anh ơi, USB đây anh cắm hộ em ấy. Đây là một bài nhạc mà em sắp ra MV. Hello mọi người, em là Trần Huyền Diệp nhá. Em là best girl cho bộ bài ngắn. Chào Luna. Cáu không? Có cáu không? Có cáu không? Bây giờ đây ai có tay nắm tay nhanh lên, không mất. Ok ok. Dù là ngàn cây số, nhưng mà anh sẽ cố. Nhân cả là thách đố của em từ rapper thành shipper. Mà nụ cười đến ngay, đôi môi và cánh tay. Mình giữ cho tâm để thấy rằng tình ta vẫn cháy nở. Chúc cho tất cả mọi người tại Luna ngày hôm nay có một đêm thật cháy nhá.